Ví dụ là các bạn quay góc trên như này nè. Đấy. Thấy chưa? Bạn kẹp cổ nè, hoặc là các bạn bẻ phía trước nha, đó. Hey, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã trở lại với kênh của mình nha. Nay hiện tại mình là hai món đồ hay ho. Ai mà làm YouTube là biết sẽ hai món này sẽ làm gì nhá. Này là mình sẽ che một số cái nha. Đây. Đây là một cái ghiền cổ mình mua trên ấy nha. Đặt hồi cũng khá là lâu rồi đó. Cái này mình đặt cũng khá là lâu rồi á. Giờ mới về tới. Năm hôm nay mới về tới luôn, mình mới làm video là mình đặt hồi cách đây cũng khoảng trước lễ lần trước 30 tháng 4 một năm rồi. Đặt trước một tuần ngày hai mấy lần. Hôm nay mới tới đó các bạn. Ngày đặt. Đó, ngày 18 tháng 4 luôn, chiều. Đặt từ nước ngoài về nó hơi lâu xíu, ra hải quan hôm nay mới về tới, mình tưởng coi là mất luôn, nó đề hạn tới 27 tháng 5. Đây. Còn này thứ hai, cái này là chắc một hồi mình sẽ khui mình sẽ các bạn biết đây. Đây bốn cái kẹp. Đây là bốn cái kẹp nha. Nhưng mà giá 40.000. Cái này thì nói chung là đắt, khui sẽ biết. Đây. Đây là bốn cái kẹp và đây là cái ghiền cổ nè. Đấy thì bây giờ mình sẽ tiến hành khui cái này. Mình sẽ tiến hành khui cái này nha. Cho các bạn xem nha. Đây là những món đồ hấp dẫn mà ai làm group hoặc là ai quay vlog hoặc là quay cái góc trên xuống hoặc góc tới này sẽ biết. Để mình tránh ảnh hưởng thì mình sẽ khui cái tem này ra trước. Mình thấy cái món này khá là hay ho, giờ sau này mình cũng khá là cần nên mình sẽ dán hơi kỹ cái này của mình. Xé luôn nha. Xé luôn. Ôi mình lấy dao gọc cho nhanh các bạn. Cái này đặt từ nước ngoài về nó hơi lâu một tí. Đấy. Đây. Sản phẩm em nói đây. Đây các bạn. Đó, Việt Nam mình bán gần 80-100 ngàn cái nha. Mình đặt cái này ở nước ngoài về đó. Đây, đây là một món nha. Món đầu tiên nha. Đấy. Đây là cái thứ hai. Mình đợi chung hai cái bộ sản phẩm này về để mình lấy luôn chứ không phải là mình đợi một cái. Vì do nếu mà các bạn mua một cái thì cũng chẳng có gì để hấp dẫn á. Nhưng mà tại vì mua một cái rồi xong rồi không biết làm sao này để gắn nó vào. Đây nha. Đây là bốn cái. Cái này thì khá là rẻ. Có 10.000 một cái, 10.000 một cái, 11.000 một cái, 10.000 mấy trăm một cái. Đặt hẳn bốn cái luôn. Đấy. Đấy. Các bạn biết mình mua cái này để về làm gì không? Hồi trước mình có mua hai cái nhưng mà bị mất cái và một cái bị hỏng. Mua để dành tác dụng như vậy nè. Trước tiên nha, mình xé luôn một thằng cái, với lại mình đang quay góc trên này nè, thay cho con cái góc trên của mình đang quay á, để bằng cái này. Nhưng mà nói thiệt với các bạn, nếu mà các bạn có mua lỡ mà mua cái này á, lỡ mua cái này nha, thì cái này nó khá là lõm nha, nó hay bị trượt, nó mất miếng này nè, nó hay bị trượt điện thoại, với hay bị rớt điện thoại lắm. Mà điện thoại mình thì nó mắc tiền. Điện thoại mình mắc tiền mà mình cứ dùng cái này mà nó bị rớt điện thoại là bạn sốc điện thoại lắm. Nhất là cái mấy cái đang quay review rớt sốc lắm. Nên nhớ nha các bạn, mua thì tránh mua mấy cái này nha. Cho thì lấy thôi chứ dùng tạm thôi, chứ mà cái này lõm lắm, dục hết nè. Với lại cổng dặn này dài hôm nữa nó sẽ bị biết không, bị mòn. Cái này bằng nhựa, ban đầu mình tưởng nó có dính sắt nhưng mà nó bằng nhựa chứ không phải sắt. Nhớ nha các bạn. Đây, mình sẽ quay về cái này. Mình sẽ xé luôn một cái hẳn luôn nè. Đây nè, cái này thì nó khá là rẻ, mua hàng tốt cũng được, mua hàng thường cũng được. Vì cái này kẹp điện thoại thì nó khá là nhẹ, mình cảm giác nó khá là nhẹ, mình gắn vào đây được. Đấy, đây là tác dụng của mình mua cái này nha. Đấy, thấy chưa đó, mình kẹp để mình quay đồ này kia các kiểu, ví dụ mình kẹp điện thoại vào đây dây luôn nha. Đấy, thấy chưa. Đây là tác dụng tại sao mà mình mua cái này mà mình không mua cái kia, vì cái này nó khá là chắc, nó kẹp trên kẹp dưới nè, đó nó khá là chắc nha, rớt điện thoại không sao nha. Mà quan trọng là biết sao không, kẹp mấy cái này chắc đa phần các bạn là sẽ giữ yên như vậy nè, đó giữ yên như vậy nè, đó. Còn nếu mà kẹp vô cái rồi sức luôn rồi, sức luôn các bạn ơi, keo mới vừa mang về sức rồi nha, mà không sao đâu, cái này dán keo là được, sao nó không vấn đề nha. Đây là cái bước thứ hai mà mình nói là tại sao mà mình mua luôn cả bốn cái kẹp này và một cái này nữa nha, cho những thứ không cần thiết nha. Đây là các bạn có thể là quan tâm nè,
này chỉ có mấy chục ngàn thôi. Ở Việt Nam mình cũng có bán 80 ngàn, 100 ngàn, 120 tùy chỗ bán nha. Này mình mua trên Shopee, các bạn này phải thấy rồi đó, thấy không? Đây, cái này là khá cần của ai mà quay trên những kẹt vào cổ nè. Này tại mình đang quay, mai mình sẽ chụp, mình sẽ làm một số ảnh phía sau này nè để cho các bạn biết mình chụp để gì. Đây là cái gì đó. Đừng mua mấy hàng này thì các bạn nhớ cẩn thận nha, vì nó cũng là hàng nhựa bình thường thôi, hàng nhựa Trung Quốc thôi, nên nó chỉ bóng, nó ngon thôi, chứ còn các bạn nó sẽ không tốt đâu nha. Đó, mình sẽ tiến hành mở nè. Và mua cái này á thì các bạn nhớ lên mạng á, lên Shopee các bạn kiếm mấy cái đầu chuyển như vậy nè. Đây một trong những cái mà các bạn cần nè. Phải cần thêm một cái này nè, cái này thì trên có mấy ngàn một cái thôi, bạn thấy không? Cái này chỉ có mấy ngàn một cái thôi, nó sẽ tác dụng gắn vào đây nè. Đó, để cho các bạn có góc quay góc trên xuống nha. Phải cần có những cái này mới được nữa nha. Đó, cần nhiều thứ lắm. Nhưng mà nó sẽ rơi vào khoảng, cái này là mình mua 50.000 thì các bạn thấy rồi đó. Cái này khoảng 10.000, cái này khoảng 10.000, chưa tới 100.000 các bạn. Mình gắn vô cho các bạn xem luôn nha. Mua cái này để các bạn quay nó sẽ khá là đáng tiền nha. Đấy, cái này các bạn treo lên cổ nè. Này, gắn lên cái này vô nha. Miếng này mình lát mình sẽ dán là sao. Hàng trả tiền thì các bạn biết mấy cái này nó hay xích, chuyện này là chuyện bình thường. Cái kia của mình dặn vô gãi cái này luôn, xong cái mình dán lại, dán cái nó dính cả hai cái này là luôn hết, kéo lên. Đèn đây là cái dây nè. Đây là tác dụng của cái này này. Này nó dặn lại nè. Đấy, ví dụ là các bạn quay góc trên vậy nè. Đấy, thấy chưa, bạn kẹp cổ nè, hoặc là các bạn bẻ phía trước nha. Đó, các bạn kẹp gì đúng chưa, các bạn quay điện thoại phía trước là đó, nó quay sẽ quay chiều này, nó quay về phía trước. Ví dụ như là các bạn quay đi câu cá, hoặc là các bạn tới những chỗ mà nó không có khả năng mà mình cầm nhiều tay, mình cần chống tay á. Đấy, hoặc là các bạn quay review cũng được, mua cái này để quay review thì cái này cũng con được khá là ngon đó nha. Đó, khá là chắc, nặng lắm nha các bạn, nhưng mà cũng đừng vượt quá nha, mấy con này cũng khá là dễ gãy. Nói thật luôn là mình mua cái con khá dễ gãy, mình mua cái kẹp này nè, mà cái ngỗng á, cái ngỗng kẹp này nó bị gãy rồi. Đấy, thấy chưa, khá là ngon nha. Nhìn nhựa nè, bạn nhìn nhựa này, nhựa bóng nè, không mấy cái đồ mình theo mình cảm giác thôi, mấy cái đồ mà bóng bóng á nó sẽ tốt hơn, nhưng mà cái cũng tùy thôi, là cũng hên xui. Các bạn đừng có quật quạng quá, như mình thì nó gãy thì không trách được. Đấy đó, ngoài ra thì mình chắc cũng không nói gì thêm gì các bạn về cái này đâu. Đó thì mình cũng trông lắm, mình còn đặt một cái tai nghe gì, cái mic không dây nữa, mình về review cho các bạn. Thì mình thấy cái mic không dây đó mình khá là ưng, nhưng mà tạm thời là cái mic không dây nó chưa có về được, nó vẫn kẹt theo cái này luôn nè. Mình đặt xong cái này có mấy ngày thôi, mà cái này bây giờ mới về nè. Cái này là ít nhất là một tháng gần mỗi gì 18 này, cùng 2 tuần, hơn 3 tuần rồi đó, 3 tuần mới về được cái này rồi đó. Đó, thì vừa rồi mình đã chia sẻ cho các bạn, mình vừa mua được một vài thứ hay ho để làm các bạn làm vlog. Thì đây là một trong những thứ mà các bạn, nếu mà các bạn quay vlog thì các bạn sẽ chắc chắn sẽ là khá là cần nha. Theo mình nghĩ là các bạn là khá là cần, vì do các bạn đôi khi là cần những cái kẹp như vậy nè. Nhưng mà cái kẹp như vậy thì nó khá là đắt tiền, và nói chung là cũng khá là bất tiện nếu mà đi một số chỗ. Còn cái này các bạn kẹp trực tiếp lên cổ luôn, cái này kẹp trực tiếp lên cổ nha, cho các bạn nào không biết nha, cái này kẹp trực tiếp lên cổ luôn, và nó cũng khá là hay ho, và nói chung là cũng hấp dẫn đó. Thì các bạn nếu mà các bạn muốn mua thì các bạn lên Shopee gõ là cái gồng cái gì, đeo cổ cái gì đó, mình sẽ confirm cho các bạn bên này nè. Đó, mình sẽ confirm cho các bạn bên này để xem các bạn mua nhớ nha. Đừng có nói là mua cái này là tôi suối mua, là hàng lõm hàng này, cái này là tùy các bạn mua nha, chứ không phải là do tôi nha. Đó thì các bạn thấy video mà mình săn hàng những cái dụng cụ hay ho để làm vlog có hay, thì các bạn để lại cho mình like, một share, một subscribe, và còn ra các comment bên dưới các bạn đã có mua những sản phẩm này chưa nhé. Và mình cũng chú thích thêm cho các bạn là nhớ mua như thêm những cái đầu đầu nhỏ này nữa nha, chứ không là mấy cái mua cái này về ra là không gắn được nhé. Và
like, share và subscribe cho kênh của mình nhé.